Cổ động viên gọi Nguyễn Thị Oanh là người ngoài hành tinh, xót xa lương 7 triệu một tháng. Nguyễn Thị Oanh nhận được sự tán thưởng từ người hâm mộ khi cô giành 2 huy chương vàng SEA Games liên tiếp chỉ trong 30 phút. Chúc mừng Nguyễn Thị Oanh, người ngoài hành tinh. Tim phổi, ý chí, vượt ngưỡng Đông Nam Á, Ban thể thao và phụ nữ Olympic Việt Nam đợi em về để liên hoan. Thành viên ưu tú, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao viết trên trang cá nhân. Một nữ cổ động viên nhiệt thành của Điền Kinh Việt Nam, ngoài việc gửi lời chúc mừng Nguyễn Thị Oanh, huấn luyện viên Trần Văn Sĩ và Điền Kinh Việt Nam, còn mong tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, các nhãn hàng hãy tìm đến Nguyễn Thị Oanh. Cô gọi Nguyễn Thị Oanh là vận động viên số 1 Việt Nam và số 1 Điền Kinh Đông Nam Á, đồng thời cảm thấy xót xa vì tới giờ Nguyễn Thị Oanh vẫn nhận lương vỏn vẹn 7 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân viết về Nguyễn Thị Oanh, kính nể thực sự, đồng thời chia sẻ bài viết về việc cô gái vàng của Điền Kinh Việt Nam giành liên tiếp 2 huy chương vàng SEA Games chiều ngày 9 tháng 5. Trên báo điện tử VTC News, độc giả Cao Xuân Mạnh bình luận, thật cảm phục tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của dân tộc. Độc giả Trung Trang bày tỏ cảm xúc, vô cùng khâm phục cô gái Việt Nam, vóc dáng nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh rất phi thường Nguyễn Thị Oanh. Chiều ngày 9 tháng 5, trong vòng chưa đầy 30 phút, Nguyễn Thị Oanh đã giành liên tiếp 2 huy chương vàng cho đội tuyển Điền Kinh Việt Nam. Cô về nhất nội dung 1.500m với thành tích 4 phút 16 giây 85. Gần như không có thời gian nghỉ, Nguyễn Thị Oanh bước vào nội dung chung kết thứ hai là 3.000m vượt rào nữ. Chân chạy người Bắc Giang cũng đứng đầu với thành tích 10 phút 34 giây 39. Thành tích này chưa phải tốt nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Oanh, nhưng điều người hâm mộ cảm phục nhất chính là tinh thần không từ bỏ của cô. Trong buổi sáng ngày 9 tháng 5, ban tổ chức bất ngờ đổi lịch, đẩy hai nội dung nữ 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật vào cùng một buổi thi đấu. Đáng chú ý, giờ xuất phát của hai nội dung chỉ cách nhau 20 phút. Nguyễn Thị Oanh thi đấu chung kết 1.500m lúc 17:30. Sau đó cô dự chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật bắt đầu lúc 17:50. Nguyễn Thị Oanh chỉ có quãng nghỉ khoảng 15 phút, gồm cả thủ tục nhận số và chuẩn bị cho lượt chạy tiếp theo. Hai tấm huy chương vàng giành được vào chiều ngày 9 tháng 5 cùng tấm huy chương vàng nội dung 5.000m ngày hôm qua đã giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn thành hat-trick huy chương vàng ở SEA Games năm nay. Cô bảo vệ thành công huy chương vàng ở cả 3 nội dung của kỳ đại hội năm ngoái. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.